Kim ơi, anh Kim đang làm cái gì á? Đó, anh đang ngồi coi trai của nè. Đẹp ha. À, đúng rồi, em nói nghe nè, em thấy anh vẫn là quay quay vlog này nọ kia đó, anh có cái anh mà gọi nhưng mà em mới phát hiện cái web bán đồ Việt Nam á, em thấy tính ra là cái web bán quần áo Việt Nam Việt Nam. À, em tưởng mua cho em như thế. Không, anh Việt Nam. Em thấy bán đồ cũng ok á, với lại nó cũng rẻ nữa. Rẻ hả? Bao nhiêu? Đây nè, cái đó, em sợ cho. Đây nè. Cha ra. Từ nào? Khu mát. Chấm đi. Ồ, khuôn mét hả? Ủa? Rồi, anh thấy không dẫn á. Đây nè. Khuôn mà. Khuôn mét. Ừ. Sao nó clue? Clue đâu. Quái đọc. Ê, chọn cái này đẹp nè. Không, sao, mà từ anh chỉ chọn con mô này. Thế ta không? Em thích màu xanh chuối à? Ý nói là nó hợp với anh á. Đúng không? Ồ, mà 10 món chỉ với giá 490.000. Để bộ. Hai cái tiền cũng được đó. Hay là anh đi chọn vớ thì chọn vớ cũng được đó. Không, anh từ từ chọn từ từ với em. Đây, từ từ chọn màu đen, màu đen màu trắng. Lấy cái màu đen màu trắng là từ từ em dễ quá rồi. Đen trắng. Ok, đen trắng. Không, lại tới quần thì ném thôi. Ôi, sao anh chọn quần thì ném gì? Anh đâu biết. Mua là có rồi. Em mặc đúng không? Em ôi gì vậy? Quần nam anh sao mặc được? Sao mà được? Ủa, gì vậy? Ok, em thích quần nào? Quần ủa, ok, anh thích màu đen trắng. Sẽ chọn đen trắng tiếp. Anh chọn mà ok hoàn thành. Ok, em tính tiền nhá. Rồi, anh lấy mặt rồi. Bây giờ anh đánh trúng mạng em. Không. Anh biết hết rồi. Tí là đến toàn tiền em. Bay nha. Ủa? A few moments later. Ủa, khi người ta giao nè. Dạ. Em mới đi mua về đúng không? Nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Em mới đi mua, do nhanh nè. Do nhanh là sao? Nhanh thì có mấy phút mà em lừa đúng không? Thành thanh con này. Em muốn làm siêu bất ngờ anh đúng không? Không có siêu bất ngờ. Em lấy thẻ tài khoản của mẹ anh trả mà. À, thì ra mày chọn cái chết. Anh giỏi rồi. Rồi. Lô mét à? Khu mét. Tên nhỉ? Khu si. À khu, ok, khu. Khu ngọt á. À khu đứng đi, khu mét 5 giây hả? Đúng không? À khu. Anh của anh ở đây nó không mở nhỉ? Tiền em mà. Anh hết lấy phải lấy tiền em mà. Thấy không? Thấy chân chưa? Đàn ông phải mạnh mẽ. Wow, mèo 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 mèo. Chứ đâu có được kéo lại đúng không? Em là anh thấy kéo lại đó. Anh gợi quá hả? Chị nghe cơ mà. Gợi quá anh. Em đó. Ok. Cái gì? Bây giờ em sẽ em thích bóp như thế này không? Đúng rồi, thấy đâu nên mình sẽ unbox. Tập hợp đi, mình thích tập hợp đó. Ồ, ok. Nhưng mà mình phải có cái kéo cái gì á. Ok, xong mình này. Xong mình này. Mọi người thường ngày mình mà khui đồ á là mình sẽ oh my god. từ từ cái hộp thì rất là rồi, cái này ta. Đồ gói xếp đẹp nhỉ. Ôi xếp tất nè. Đây là món đầu tiên tất nè. Đừng có cho đồ đi. Mất tay nữa kìa. Đây, phải mở hết cho. Ok, tí cho. Cho nha, cho đồ nha. Đây, anh đọc đi anh. Ở Comet, chúng tôi bắt đầu một giấc mơ về những sản phẩm gần gũi chất lượng đi cùng bạn suốt ngày mình rồi. Okay. Cảm ơn bạn đã lựa chọn Comet và ủng hộ giấc mơ của chúng tôi. Nó không hài lòng về sản phẩm hay gửi trả sản phẩm cho chúng tôi miễn phí mỗi ngày. Wow, trời ơi, đúng quá. Anh cảm ơn em nha. Cái này. Cái này em cả. Em mở đi. Em mở đi. Anh có biết cái này không? Không. Anh đặt ra. Không, em mở đi.
coi nha. Cái này là vỡ tất ra. Vừa nghe em à. Ủa nhạy cảm. Anh trời quá. Ok, thì cái này vỡ là mình bay hết. Bây giờ mình đếm với mày bao nhiêu đô nha mọi người. Nhiều chứ. Oh. Nhiều thôi đấy. Màu đen, anh thích màu đen. Một. Tại vì hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Tám thì là bốn bốn. Không. Cái gì vậy? Ảo. Ok, áo trắng của anh, áo đen của anh. Trời ơi. Không, áo đen của anh chưa? Áo đen của em. Ồ. Đen nhờ. Cho mấy cái nào? Áo đen chưa? Thôi, áo đen nghe cũng mơ chứ. Đẹp, cảm ơn đã tặng. Hay nhờ. Ý cái quần này, quần đi. Không có nhiều. Em mua chai này, em mua chai. Ủa gì vậy, em cơ. Đồ này đủ là đợi để mình chia đôi mà. Không. Đồ này đủ là đợi em chẳng mặt được. Qua lại làm sao? What? Một đứa ổn. Ai. Ok. Rồi. Mọi người, cảm ơn. Thoải mái okay. Cảm ơn cô anh đã mua cho con những cái thứ này. Con rất là biết ơn. Cần bán đến quần xịn. Đem về hộ. Cái box này nhìn là biết của em rồi. Thôi, cảm ơn mẹ em tặng anh luôn. Cảm ơn mọi người đã cho cảm mình nhớ. Cảm ơn mọi người. 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 Em là vừa vừa em. Ủa? Anh nha. Ủa? Thấy anh được không? Em thấy anh là thấy em này. Không? Chắc chắn là mặc đẹp hơn anh này. Anh còn chưa kịp thỏa mát nữa. Mọi người, mặc đồ mà để tát, để mát thì tôi bánh. Thì đồ mới anh ấy phải để tát, tôi nhìn chân sắc chắc. Đúng rồi, mà em nghĩ nó là mặc đồ đen, chết đen thì nghe mà mặc đồ trắng cũng kỳ lắm. Anh đẹp trai chưa? Đồ như đẹp trai nhìn phong cách thể thao không? Mình là xinh nhất. Anh đẹp trai nhá. Anh đôi này anh nói như vậy cả thế với chất chưa? Ôi xin lỗi em, mình có một đôi thế với chất chưa? Em với chất chưa? Vỡ siêu chất rồi mọi người. Giờ chỉ tới mắt cá thôi. Ai xem tin của anh? Ai xem áo anh? It was at this moment that he knew he fucked up. Đâu, cái tự thật nó là chứng minh đây là áo anh. Cái gì thử ảnh, đây. Ủa, trên này cái gì chiếu khiêm như này hả? Ừ, chiếu khiêm như này. Mát rất là mát mẻ. Cái này mà mình tập thể dục là không bị đúng mẻ. Rồi, nó kiểu nó thấm mồ hôi. Mồ hôi với lại nó không có kiểu bị dính. Đúng rồi. Anh muốn tập thể dục mà anh thích kiểu vậy. Đúng rồi. Cái này nó mát của mọi người. Sức lệ rất là thoáng mát cho nên mình sẽ gọi là mình sẽ đi chơi đi cái chỗ nào vận động á. Với lại á áo gì em chơi gì em biết chơi thể thao anh đi ở chơi tim mua đi cái kiểu bạn không anh em ngồi không em ngồi không đi bấm thật. Ủa em có làm gì đâu mà rất là vui vẻ như vậy. Mỗi lần mà trường có một sự kiện là thể thao gì đấy ai chỉ có ngồi im và bấm điện thoại, mình chỉ có cái đá banh nó kiểu em chỉ có ngồi. Có vào rồi hả? Xong rồi hả? Đi xuống lớp phòng em. Mình là những cái việc rất là hay ho lắm. Vậy cho đội mình đã thắng cho mình xem. Có đâu. Anh thấy mùa bấm lại. Ủa? Có đâm nạn đội em đâu. Nghĩa là anh là đội với lớp em thì em. Ờ, không. Giờ đá banh đó. Được. Không, mình làm gì có tao bấm chứ bộ. Mình đi mua trà sữa thì mình tặng các bạn. Không tin mình. Có. Cũng nào? Có. Anh ơi, tin đi. Em mua. Tụi em mua. Ủa, anh thích mua thôi là nói gì nữa? Không nghĩ là em thật. Em thấy quần áo thì rất là mát mẻ đúng không? Nhưng mà thời tiết nóng này cũng được không? Ừ, nhưng mà để có gì ăn không? Hay là mình bây giờ mình ăn cái thứ gì mà cho nó hợp, nó mát đều luôn. Anh già, cái phun mát không sao vậy? Anh ở thời tiết này ăn già là mà ăn nó nóng hơn chứ cái gì? À, anh pizza. Không, không. Không, mình ăn ice cream đi. Không đi ra ice cream nó trong bụng nãy không sao. Ok gọi em gọi như vậy em một lần ok em bảo ok một hai
Bây giờ mình tốt game ở đây rồi mọi người. Mình sẽ ok. Xem hello. Hello. Hello mọi người biết. Hello. Mình là quê, biết chứ mọi người chứ. Hello, hello. Em tính sao? Em sao là em mua đen không? Mua đen rất là hợp với anh. Mua đen không? Mua đen rất là hợp. Ôi! Cái người mua đen thấy nó mẹ đó. Anh thầy Milo hay là anh thầy Mario? Nice. Ủa người ấy giỡn cảnh giác anh là không ăn con game rồi. Thì được rồi ạ. Ngon. Trong trường anh cũng hay ăn game lắm. Là một cái loại game mà nó tròn tròn tròn. Em vui xin kết thúc. Hay luôn. Mẹ, đừng có lại. Vẫn đã không? Minutes later. À, em thấy bình thường anh đi xin kia đẹp không? Thôi đẹp bằng em. Trời. Vậy? À không, không. Vậy? Để anh hỏi lại á, thằng trả lời chính á. Em thấy anh đi xin kia đẹp không? Em đẹp hơn, em nói lắm. Em còn khó đi, hỏi. Em thấy anh hỏi lại á, em thấy anh đi xin kia đẹp không? Ý là anh chấp nhận nghe những lời giải đấu. Nghe đi, nói đi. Đó. Mày nghĩ không? Đôi lại, em thấy em đi sự kiện này đẹp không? Em biết là sao không? Tại vì thấy chị quên không? Em biết gì quên nào không? Còn tụi ba mới cao mình, mình đi lại chị quên. Đây, chị quên thôi mọi người. Bây giờ chị nhẹ. Ủa, nhưng mà ăn kem hay cái gì mà nó có cái miệng đó là mình bị dính hết miệng luôn mà mình không biết mà. Nhưng mà đúng sửa em lớp là mấy con bạn mình phải nhắc là ê miệng dính sữa thì. Nhưng mà nó biết mình lâu không, mình không lâu. Ừ lớn hả? Hay dở? Ngon quá. Anh nhà anh
đây mày á, mày ăn bị đen rồi á, em thấy không? Đây không? Bây giờ anh thấy hơi nóng được á. Ừ. Anh có sân chơi muốn gợi ý cho em á. Ừ. À, nếu anh là cái kêu em nguyện là ánh nắng để tan chảy chết tim anh. Dạ, để mình học em. Bỏ học A. Mình biết hôm qua anh gặp mộng không? Biết, cháu biết mộng của em đúng không? Nói bài ta. Thầy con đang nói rồi. Anh không phải anh nữa. Anh không phải gì của anh, đừng nói em. Sao lại bị nó đánh như thế? Sợ thức là mẫu nha, anh còn làm mẫu để xem sạch lên thật xuống. Được của bạn. Tụi anh biết sao thích trà xanh không? À. Tại vì trong trà xanh có anh. Em thích ăn kem nữa. Tại vì chưa kem với em. Mình chưa chờ ai làm đẩy trước rồi đó thua thế. Chơi. Ok. 1, 2, 3. Em thua rồi. Sao vậy? Tại vì chết em đã rung động với anh rồi. Ok nha. iPhone là của Apple. Note 9 là của Samsung. Còn em của anh. If I had one wish, I would be best friends. Love me. Nếu mọi người thích video và những sản phẩm của tụi mình đang mặc hiện tại thì mọi người nhớ click đường link ở bên dưới. À nhớ click đường dưới nha. Link bên dưới mọi người sẽ để dưới link mô tả để mọi người có thể xem sản phẩm và siêu rẻ và siêu thoải mái đúng không ạ? Đúng rồi, thoải mái. Ok, mọi người nhớ subscribe kênh Giác Kiêu để xem họ và nhớ like, share video này. Bye bye.